Vô. Đồ má. À. À. Con cặc gì kêu đó. Game này tôi chưa chơi lần một. Mình lại ở ngoài này. Sao mình lại ở ngoài này? Sao mình lại ở ngoài này mà người răng cái tốc độ chuột như cặc đi trời. Chỉnh cái nút chỉnh tốc độ chuột, tôi mô răng tốc độ chuột như cặc đấy. Ngoài bánh đục kích tôi răng mà tốc độ chuột cũng chậm ghê đi. Ê cái nền nhà này giống nền nhà của bà ngoại tôi này. Hồi xưa bà ngoại tôi là lát gạch này này. Nhà tôi hồi xưa cũng lát gạch này. Rồi nó là chống Covid rồi, chống dịch, chống giặc. Vậy đẹp á, vậy đẹp á. Xuất sắc luôn á. Con cặc kia rồi. Cái bóng của ai vậy mấy thằng lộn? Bóng của cô Thắm kìa. Bóng con cái bóng của cô Thắm kìa mọi người, cô Thắm kìa. Cô Thắm rồi. Mắt đái quá, mở ra đi đái hết được không? Mắt đái quá mấy thằng lầu ơi. Mắt đái quá. Có cái mở ra đi đái hết được không? Nhà cầu thì đéo cho đi đái đi. Cầu tắt rồi. Mắt đái quá, đéo cho đi đái đi. Cho đái cái. Mắt đái quá. Cô Thắm kìa mọi người, cô Thắm kìa, cô Thắm, cô Thắm kìa mọi người, cô Thắm kìa mọi người. cô Thắm kìa mọi người. Cô Thắm ơi, mỗi một ngày thiếu điều tôi nhớ cô lắm. Mấy chân xưa đã cứu mất đi cô Thắm. Từng là hơi ấm bên đời, từng là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thấy cho tôi biết cô Thắm không về cho tôi. Cô Thắm ơi, mở cửa cho tôi, cô Thắm. Ở địch mại có Thắm đóng mại cửa rồi. Có Thắm đóng cửa mại rồi mọi người ơi. Mày... gọi có Thắm đéo ra rồi. Chứ còn cặp gì cửa mồ cũng đóng hết đi. Còn cửa đéo mà cũng đóng hết đi. Có Thắm mở cửa cho tôi vô, cô Thắm. Chúng ta có nhiều điều cần tâm sự lắm cô Thắm à. Mở cửa cho tôi cô Thắm à. Tôi muốn tâm sự với cô nhiều điều. Ở chết cô để mẹ à, cô Thắm không về đâu mọi người á. Chết. Cô Thắm không về. Cô Thắm nằm trong hòn mẹ. Cô Thắm nằm trong hòn mẹ. Cô ạ, mở cửa ấy. Cái cồn cặc gì chìa khóa đâu? À chìa khóa đây này. À chìa khóa. À quả Crow. À con quả ngậm chìa khóa cho mình. Giỏi đó con.
trai của tao. Cô thấm, cô thấm bò kìa, thấm bò bò nhung chó. Cái đi cô hay cô thấm bò nhung chó mọi người. Cái gì rồi à, cô thấm bò 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 nhung chó. Ngách 141 đường Trần Duy Hưng. À tôi nghe nói là đường Trần Duy Hưng này có cô, có nhiều bạn nữ đứng ở đây lắm đúng không mọi người? Ai ở Trần Duy Hưng confirm cho tôi quá, hình như ở đường Trần Duy Hưng này có nhiều bạn nữ đứng ở đây đúng không? Cứ tưởng mình tìm không ra cơ. À, đồ má game đẹp, tìm nhà trọ số 4. À, FPT này, FPT kìa mọi người. À, nhà tôi cũng dùng FPT đó mọi người. Được. Cắt tóc nam uốn nhụt gọn. Cho vô cắt tóc có được không? À, quần áo giặt 12.000 trên ký, các loại chanh 30.000 đến 100.000 trên ký, rèm cửa 15.000. À, hồi xưa giờ tôi chưa đi giặt ủi bao giờ, tôi không biết mấy cái giá đó mọi người. Ở bún bò, ở đây là ở Sài Gòn đúng không? Ở đây là ở đâu? Không có địa chỉ à? À, bún chả 30, bún phở bò ở bằng giá ở Đà Nẵng đó. Rồi tính ra ở đây bằng giá ở Đà Nẵng đó. Ở đây ở Sài Gòn đúng không? Ở cái con cặc gì đó. Cái thằng lâu nó chơi mất dạy cái này, ngoại sếp nó bể đầu mẹ rồi. Để mẹ mình đi. Mặt lâu. Sủa tôi kìa. Cắn đi Kiên, đủ má sủa tao kìa Kiên. Mẹ thả ông Kiên nó cắn chiếc mẹ em gì. Nhìn tao nhìn gì. Cút mẹ em. Sủa tôi kìa mọi người. Có mấy em tâm hồn to lắm, còn có kỹ năng ghê. Ờ, quán nét này mọi người, quán điện tử này. Ủa nhà trọ số 4 ở đâu ta? Nhà này số mấy? Nhà đéo để số rằng biết đường tìm giờ. Nhà này số mấy? Ờ nhà đéo để số rồi tìm nhà số 4 ở đâu? Số 4 đâu đó mình ngon. Sủa lại cho nó sợ. Mẹ kêu con chó Kiền ra sủa. Mọi người tìm giùm tôi nhà số 4 nha mọi người. Nhà số 4 đâu mọi người? Ở trong mình có gì? Ơi gì vậy? Lầu đồ gì ra? Đồ gì ra kìa? Ủa? Alo. Nhà số 4 đâu mọi người? Cạnh quán nét, nhà số 4 ở cạnh quán nét. Quán nét ở đây. Nhà số 4 đây đúng không? Ai mua ngô được? Cái bằng này chỉ là một quả bóng bình thường có lẽ của trẻ con quanh đời. Xoài. Bắt lấy con này, lại nghịch rồi. Gì bà mua chửi ghê trời. Bà mua chửi tôi ghê trời. Tôi có làm gì mà bà chửi tôi ghê mọi người. Bà chửi tôi ớt con kìa mọi người. Gì cháu ơi, nhặt thuộc bác lên món đồ với. Ờ đi con mẹ. Mới gặp lần đầu mà bác đã sai cháu như đứa rồi. Ờ cháu nể lắm cháu mới nhặt giùm mỗi ngày. Cháu nể lắm cháu mới nhặt giùm bác. Nhà bác có con gái không? Hả bác? Nhà bác có con gái không? Này cháu đưa cho bác này. Ui cái tụi má cái điện thoại rớt. Quá hay khùng. Con hát. Điện thoại rớt từ bác đập vào cái đầu tôi mọi người. Cái đầu mày. Đặt đúng tất cả đồ vào vị trí theo đúng thứ tự. Ờ bác hơi bị nhiều chuyện đúng không ai? Ờ giờ đặt đồ kiểu gì?
mày cho nể lắm cháu mới làm này. Chẳng qua nhà bác có con gái cháu mới làm này, nhà bác mà có con trai nó không bao giờ cháu nhặt đâu nghe. Chú ý với một số vị trí cần lấy đồ trong inventory, nhấn nút Y rồi chọn vật phẩm bằng nút F để tương tác. Phim Y chiếc sản nhựa rẻ tiền đã cũ kỹ rồi, bây giờ làm răng để mình biết mình đặt đúng vị trí rồi. Cái chỗ nó đặt gì đây bác? Bác à, cái chỗ nó đặt gì đây? Giả lập xếp đồ, sắp xếp lại. Mọi người, cái chỗ nó đặt gì đây? À, chỗ nó đặt cái xô. À đúng rồi, xô đựng nước mà. Còn cái chỗ này đặt gì đây? Chỗ đặt cái sản à? Đúng như bác. Rồi, họ chấm cái gì nữa rồi? Chú ý với một số vị trí cần lấy dùng rồi chọn phím F để tương tác. Rồi mà còn gì nữa không bác? Đặt cái xô trước à, cái xô trước rồi nè, cái xô đặt trước rồi nè, rồi đặt nước rửa bát mì không được rồi, chờ răng nữa, đặt gì vô nữa? Miếng rửa bát à, không dùng được. Đặt cái gì tiếp theo mọi người? Đặt cái xô trước, cho vào xô cái gì cơ? Cho vào xô cái khăn nè. Cho vào xô cái khăn rồi. Cho vào xô cái khăn không? Cho vào xô cái nước rửa bát đúng không? Rồi, còn cái cuối là cái miếng rửa bát, ok. Rồi bác. Cảm ơn cháu nhé. Quý hóa quá. Thế cháu đi đâu qua đây đấy? Cháu đi thuê trọ. Dạ, không có gì bác ạ. Cháu đang đi tìm nhà trọ ạ. Cháu tìm nhà trọ bác còn. Vậy hả? Còn thế cháu tìm nhà nào? Cháu tìm nhà bác chứ cháu tìm nhà ai? Nãy giờ cháu lượm đồ giùm bác mà. Dạ, cháu đang tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Bác có biết nhà số 4 ở đâu không ạ? Sao? Nhà số 4? Cháu có chắc không đấy? Ây, cháu chắc mà cháu đi tìm rằng cháu không chắc được, bác nó buồn cười thiệt đấy chứ. Bác nó nói chuyện buồn cười. Đúng rồi bác ơi. Nhưng có chuyện gì hả bác? Cháu ơi, nhà đó có ma ám đấy. Cháu phải cẩn thận. Bác nghe nói nhà đó ngày trước có nhiều người chết lắm. Bác nó vớ vẩn, thời đại 4.0 rồi ma cỏ gì nữa bác. Cháu nhớ cẩn thận nhé. Nhà số 4 ở chỗ cánh cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Nhưng mà ngay sau lưng à? Ồ, chứ nhà bác không cho thuê trọ à? Cháu lượm đồ giúp bác nãy giờ mà. Bác hơi kỳ. Nể lắm mới lượm đồ giúp á. Bác hơi kỳ. Đây đúng không? Nhà này gì nè? Anh gì ơi? Gì vậy? Em gọi anh gì vậy? Em ở trên này này. Đợi xí anh chèo lên chơi với em hả? Em vừa gọi anh à? Có chuyện gì vậy em? Rắn em. Anh tìm nhà số 4 phải không? Em muốn thuê trọ nhà đó à? Đúng rồi. Có vấn đề gì không anh? Ừ đúng rồi em. Nhưng có chuyện gì vậy? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa mới đi viện đây. Đi viện luôn á? Ghê đó em. Hả? Tại sao vậy em? Em nghe nói chị ấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm, đến nỗi phải điều trị lâu dài trong viện tâm thần. Ghê đó em. Anh cẩn thận đấy nhá. Không ấy, cho em, cho nhà em có chỗ trọ, cho anh vô trọ với em nói anh sợ. Ừ, cảm ơn em, anh nhớ rồi. Ở nhà em không có chỗ thuê trọ à? Ủa rằng em nhìn anh Kháng à em? Bé nhìn mình chăm chú luôn kìa mọi người. Em nhìn anh sợ em, đừng nhìn anh nữa. Bé nhìn tôi khám mọi người. Chắc thấy tôi đẹp trai quá bé nhìn. Chắc bé thấy tôi đẹp trai quá nhìn. Bé đi mà em. Lầu mà đây. Cô đang đứng úp mặt vô tường nó. Cô con trai của ta vẽ cái đéo gì rồi? Vẽ con gà. Con quạ. Con quạ với lại
À, cái này là cái thòng lọng này, cái thòng lọng này. À, con người vẽ ăn cặt vẽ khan cháu. Đâu má thằng cu này lớn lên có năng khiếu hội họa đó. Sau này có gì vô trường anh học mà. Anh học trong trường Duy Tân, anh học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Sau này có gì không biết thì hỏi anh nha. Em đang vẽ gì vậy bé? Này, con trai của ta. Cậu mẹ mày, người lớn nói đéo thừa mày. Ờ cái thằng ranh con, tôi hỏi nó đéo trả lời mọi người. Mọi người, tôi hỏi nó đéo trả lời mẹ thằng ranh con. Rồi. Còn gặp gì đó. Còn gặp gì ghê đó. Bùa chủ rồi chị trở lại đây. Nó nhiều bùa quá mọi người. Ôi chết cũng để mẹ đâu, dính bẫy rồi. Dính bẫy rồi mới rồi. Chết cũng để mẹ. Dính bẫy. Nãy giờ nói chuyện quay mật mít mọi người á. Quay. Mà nãy giờ nói chuyện quay mật mít, xin lỗi mọi người. Xe đạp quá ai nhìn thấy ghê. Bây giờ cô Thắm nằm trong đây không mọi người? Cô Thắm của mình nằm trong đây không mọi người? Chơi cũng để hệ rồi, cháy rồi chơi. Nước đang lầy. Đụng anh nước cống mà. Còn nước đang lên. Này là cái gì đây? Hai một khổng nãy là 2 4 3 7. Trời ơi game dễ vậy trời. Game dễ quá mọi người. Giờ mã nhanh không nước đây là thua. Gì nè. Này là cái gì đây? À bật lửa. Còn gì đó nữa. Đốt lửa lên đâu nữa. Đốt rồi. Đốt mấy cái này à. Mày chết mẹ rồi. Răng nè. Quay lại. Ủa nãy giờ là mơ không mọi người? Nãy giờ mình mơ à? Đây là đâu đây? Ủa mình vô được trong nhà này. Ồ cứ mỗi lần vô nhà phải đốt dây gì nữa đó. Tìm đường vào nhà. Ồ tính ra cái nhà nhìn nhỏ xí mà trong này nó rộng ghê thầy. Má mắc đái quá mọi người ơi. Chơi điện tử mắc đái quá. Nãy xuống dưới nó chưa đái nữa. Mày chơi tự mắc đái quá.
ngu đốt trong đống xăng, ngu như con gà tự hủy giải mã xong tự sát á. Cái gì đó gì ghê đó ngộ. Vũ Dung, nhà máy Vũ Dung thiết kế máy đo đạc Âu Phục Nam. Ok. Em mở to cái lò lên nghe cho cũng hấp dẫn. Ủa nó không có cái gì hết rồi mọi người. Tí có nhiệm vụ bú cù chủ nhà siêu mấp ghê đó cha. Đủ má nó nghe sợ đó. Hoài bú cù chủ nhà không kinh á. Con cạc gì vậy? Răng rùi bọ gì kinh ghê đây. Nhà đéo có ai ở ra vườn ngoài. Gớm ghê đây mấy thằng lộn. Cái chìa khóa để ở đâu ta? Ơ cái đủ má nãy giờ đi một vòng rồi nghe. Nãy giờ đi một vòng rồi nghe. Để ở đâu mọi người? Cửa chưa mở. Mày phải đi cất chim cho ổng á. Cất chim đâu cơ? Chim ở đâu? Chim đâu mọi người? Còn cặt thì cái chìa khóa đâu mấy thằng lộn. Đưa cái chìa khóa đây cái đã. Cảnh cảnh chó ngu bú đá bú nhầm cá chạy bạc của bác chủ nhà. Siêu mốc căn đáy mốc rực. Gớm quá thằng lộn. À đây. Búp bê. Gì vậy? Chết mẹ. Búp bê của cô Thám hả mọi người? Một con tò he. Ủa con này là con tò he mọi người. Tò he là con gì mọi người? Con tò he là con gì đấy? Con tò he phải con búp bê không? Con này con búp bê mà. À chết cổ đĩ mẹ rồi. Rồi chết cổ đĩ mẹ rồi. Ra bú cù hôm nay rồi mọi người. ra bú cù hôm nay rồi mọi người. Cái lồn gì đó chú. Đụng má chú có ổn đó chú. Chú lắc con cặp kia. Bác ơi cho cháu hỏi. Cô mẹ cháu hỏi bác cứ lắc cái đầu là đang bác bị dịch kinh phong à. Ờ chết mẹ. Rồi bác bác này tay lê bọt đi mà mẹ. Bác tay lê bọt đi mẹ rồi mọi người. Mày đéo có tuổi thơ à mà đéo biết tò hai. Tôi đéo biết tò hai rồi con đi mọi người. Hồi xưa chơi bắn bi xếp hình đồ chứ đâu biết tò hai rồi gì đâu. Hả? Ông mới cho mày điểm. Mày vô đây là đã. Mày phải mặc bao ni lông rồi ông mới cho mày đi đó. Ghê quá thằng lộn. Điệt mà bác flash đi à. Cái khu phố này kỳ vậy. Mình người lịch sự văn minh tới chào hỏi đàng hoàng lại. Nói chuyện đàng hoàng ai cũng ai cũng đéo rép ấy. Nãy bác đứng ở đây làm gì ta? Bác đứng ở đây làm gì? Bác đòn. Gì vậy? Đó, cô thắm ơi. Có một cái thiếu điều tôi nhớ cô lắm. Cô thắm. Tóc của Thắm dài rồi đó cô Thắm. Tóc của Thắm dài quá mọi người. Cô Thắm chắc dắt cái chắc từ ngày cô Thắm đi cô Thắm chưa có tóc. Tóc dài mà. Ờ lại là giấc mơ ấy. Ủa nãy giờ mình mơ à mọi người? Ủa nãy giờ mình mơ à?
Ủa? Ủa nãy giờ mình mơ à? Ừ. Ừ, rắn phòng giống phòng của tôi ghê mọi người. Mà có phòng có ba cái màn hình luôn. Có ba màn hình luôn, tôi có một cái màn hình như vậy. Có cái miếng giống tôi nè. Ừ, có cái hải lọ giống tôi luôn này mọi người. Phòng của tôi này. Mọi người, đủ má con cái giường giống tôi luôn này. Và tôi không có cái đèn. Má phòng đồ game nên thiết kế theo cái phòng của tôi mọi người ạ. Hay quá. Mình chọn đúng game để chơi rồi mọi người. Ở căn cứ công dân nè mọi người. À, tôi cũng hay để căn cứ công dân ở dưới như này. Họ chết ngoại rồi, game đi giả lập theo cái cuộc sống của tôi rồi mọi người ạ. Hai hòn giải mày còn chưa bằng hai con Lucitic của bộ PC ghê đó không? Nói ghê đó không? Đỗ Thế Dũng. Số căn cứ công dân 111 1110444888 4. Ủa mình tên là Đỗ Thế Dũng mà mọi người. Nhân vật của mình tên là Đỗ Thế Dũng, quê ở Hà Nội. Mọi người nhớ mọi người, tôi tên là Đỗ Thế Dũng nha mọi người. Hôm nay tôi đổi tên rồi. Hôm nay tôi tên là Đỗ Thế Dũng nha. Mọi người nhớ dùm tôi cái tên nhớ tí nữa, tôi quên tên tôi đó. Cái này là cái gì đây? Ở phòng có điều hòa luôn nè. Phòng đỉnh quá rồi. Được. Ai lại gọi giờ này vậy nhỉ? Mình phải nghe xem sao. Dũng chọc Hà Đông tí có con chó ngu nó gọi mà. Ủa cũng xài iPhone này, tôi cũng xài iPhone này. Alo. Đấy. Tôi xài iPhone này. Tôi xài iPhone này mọi người. Alo. Alo, tao thấy anh đây. Thấy anh à? Chưa, đang xài chim mà đang ngủ được. Tao vừa ngủ được một tí thì lại gặp ác mộng. Tao vừa ngủ một tí gặp. Giống tôi mọi người, tối tôi hay ngủ gặp ác mộng rồi. Hôm qua tôi mới gặp ác mộng xong. Hôm qua tôi gặp ác mộng mà người yêu cũ của tôi có người yêu mới mọi người. Vẫn giấc mơ kỳ lạ mà tuần vừa rồi mày mơ thấy liên tục vậy á? Đúng rồi, quá mấy bữa nay tôi hay gặp ác mộng nữa không á. Đúng rồi. Tao đã bảo mày được thuê nhà trọ ở đó mà không nghe. Tao đã bảo mày. Mày có thiếu tiền đâu mà chui với chỗ sập sệ như thế nhỉ? Mẹ thiếu tiền nữa còn ngày đéo có cơm ăn. Chó không có ai nuôi nữa. Tao cũng chẳng biết ai xui khiến mình nữa. Chó bữa nay chắc đói phải vô để thuê chứ. Chứ tiền mô nuôi chó. Thôi được rồi. Nghe này, tao đã tìm được thông tin về căn nhà mà mày đang thuê đấy. Thật à? Có đúng như lời đồn không mày? Đúng là cách đây 20 năm, toàn bộ 3 người trong nhà đấy đã chết một cách rất là bí ẩn đấy. Vụ này từng gây xôn xao một thời gian dài. Có 3 người chết trong nhà cách đây 20 năm trước. Vậy sao? Ghê vậy sao? Có không tin tao được à? Người ta còn đồn thổi là sự cố 20 năm trước liên quan đến một cái hiện tượng gọi là thần trùng đấy. Theo như tôi được biết thì thần trùng là kiểu như là thần trùng tới bắt người là những người trong gia đình sẽ chết liên tục mọi người. Kiểu như một người chết xong khai ra cho thần trùng, xong thần trùng lại bắt thêm một người, xong một người nữa lại chết, xong rồi thần trùng lại khảo người đi, xong rồi thần trùng khảo ra tên, rồi thần trùng lại bắt thêm người nữa đây, cứ bắt lọt, bắt hết cả nhà đây luôn mọi người. Thần trùng là cái gì? Ông già mà cầm mã chốc đâm vào đít bọn nó nên nó ngậm đấy con chó ngủ ghê đó ngậm. Nói ra thì dài lắm, thôi giờ tao sẽ phách sang cái tài liệu mà tao tìm kiếm được trên mạng cho mày nhé. Ok. Gửi tao đi. Gửi nhanh đi. Nhớ đọc kỹ rồi mà sớm mà chuyển đi nơi khác đi, tao thấy nơi này không ổn đâu. Rồi, nói ít thôi mà nói ít thôi, nói nhiều quá, nói ít thôi giùm cái. Kiểm tra tài liệu trong máy phát. Máy này là máy phát à? Máy gì lạ đấy vậy? An ninh Hà Nội, cái chết bí ẩn của một gia đình. Hà Nội, cơ quan công an đang tích cực điều tra vụ việc cả gia đình ông Phan V đột ngột qua đời. Bên này có chữ, tự nhiên tôi đọc cái này làm cái gì? Ngoại mờ quá đâu.
Quay nên có chữ mà. Ở cơ quan công an đang phân tích, đang tích cực điều tra vụ việc cả gia đình ông PV được ngột qua đời ngày 11 tháng 10 năm 1994. Được biết vụ việc này đang gây xáo động cho người dân thành phố, đồng thời gây ra nhiều tin đồn thất thiệt mê tín dị đoan. Theo thông tin điều tra ban đầu, nguyên nhân cái chết của ba người trong gia đình có nhiều điểm khó giải thích. Tuy nhiên khám nghiệm hiện trường không thấy có dấu hiệu xô xát tài sản trong nhà không bị mất, nên nhiều khả năng đây không phải là một vụ án hình sự thông thường. Cơ quan công an từ chối tiết lộ thêm thông tin về vụ án và cho hay thi thể đã được khám nghiệm xong để trả về cho gia đình đang thực hiện tang lễ. Như đã đưa tin, gia đình ông BV sở hữu cửa hàng thời trang khá lớn tại khu vực quận Cầu Giấy. Tuy nhiên thời gian qua việc kinh doanh có nhiều bất lợi, họ do đang bị điều tra về nguồn gốc hàng hóa, chúng tôi để sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc này trong những số báo sau. Ok. Ghê quá. Đọc như đầu bùi, điện thoại. Cái tờ tiếp theo là gì? Thần trùng là gì? Đây, thần đây. Mọi người nghe kỹ đoạn này để tôi nêu khái niệm của thần trùng là gì. Sao em có đúng như những gì tôi biết không? Theo dân gian thì thần trùng là một con quỷ gây ra hiện tượng trùng tan. Nó đội lốt một con chim mỏ đỏ. Con chim này chuyên đi căn để hành hạ người mất vào ngày trùng, giờ trùng, hoặc đi bắt những người thân của người mất. Một số nơi thì lại quan niệm thần trùng là một vị thần bí ẩn chuyên đi tra khảo những người mất để họ khai ra họ tên người thân, sau đó bắt họ đây, bắt họ đi. Đúng rồi này. Tôi mới nãy tôi nêu ra khái niệm thứ hai này. Chúng ta là gì? Chúng ta gọi là chết trùng. Được hiểu là một hiện tượng khi có một người thân trong gia đình vừa mất đột ngột do bệnh tật hay tai nạn, và chỉ trong một thời gian ngắn sau đó thì người thân khác trong gia đình lại mất tiếp với những nguyên nhân hết sức đột ngột. Những người chết sau đó thường là những người gây ra sự chán ghét cho người mất trước. Chúng ta còn được mọi người truyền miệng là hiện tượng của những người mất vào giờ xấu, không thể gì đi siêu thoát. Mọi người còn đồn là nhau là gia đình nào chúng ta thì chỉ còn một cách nhờ cậy thầy pháp cao tay mới có thể hóa giải được. Mọi người nghe rõ rồi, đọc như mới còn tạch lưỡi đó, chị rất là lộn. Dừng game lại, tao đi đái cái được không? Đi đái nhanh lên. Rứa thằng Trần Nhật Minh nó đi đái đi, tôi cũng đi đái, cái mắt đái quá. Đái quá cái ngầu. Lùn mới lột đù má đi đái phát chứ, lỡ tí những hù phát đái mẹ ra quần. Vô game đi đái luôn, chứ đéo gì mày vô mày cũng vô tôi lén sụp bụng cậu ghê. Nhân vật cũng mắc đái, hãy vào nhà vệ sinh đó. Ủa, nhân vật này cũng mắc đái á? Không mày. Ê, tính ra cái thằng nhân vật này giống tôi rồi.
Mình cần lấy mạng để tìm hiểu về ngôi nhà này. Sau đó bắt internet, mình phải kiểm tra module. Để ra kiểm tra module này. Module đâu này? Module đâu mọi người? Module gắn đâu rồi? Thấy hồ. Hay mới nãy đái rồi không mà đái mẹ luôn. À đây đây đây, một đồ. Một đồ này này, một đồ này. Một đồ này. Hello Trần Đạt nghe Trần Đạt, về MPT chứ mà. Tụi MPT mà. Đã reset xong một đồ. Ok, reset xong một đồ rồi nghe. Đái không? Đái phát rồi. Phát đái quá. Đéo đợi cửa rồi đái. À đây đây đây, ra check máy tính nha. Hắn đi chậm nha mọi người, có nút mua chạy chậm nha mọi người. Hắn đi chậm nha. Răng mất điện đó. À, ủa mới nãy mình có bật điện nữa. Không tối thui đi. Ủa sao máy vẫn không có mạng mà reset module lại rồi mà. Momo. Kiểm tra mô đun phát nữa. Mô dèm. Mẹ mùng lèo thả con chó rồi cánh cha. Quái là không reset được, chẳng lẽ mô đun này bị đứt cái quan giờ này. Đứt cái quan rồi. Thôi, đã vậy thì giải quyết nỗi buồn rồi đi ngủ. Rồi đi đái phát, đái phát. Đái phát, đái phát, đái phát. Mặt đái quá, mặt đái quá. À. Ê. Tao đậu má Sài Gòn. Má cầu bị thủng rồi mọi người. À chết mẹ rồi, cô Thắm đứng đây. Cô Thắm. Cô Thắm ơi, một ngày thiếu điều tôi nhớ cô lắm. Cô Thắm ơi. Cô Thắm anh uống vô chứ đang nhìn cô Thắm hốc hác kìa. Cô Thắm mới mấy năm không gặp mà cô Thắm giờ nhìn cô Thắm hốc hác. Tôi thương cô Thắm. Cô Thắm ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đậu má, giờ buồn cầu đầy cất đi mà dọn chiếc mẹ đúng không trời. Má phiền thiệt cái thu quét thúi quá mọi người ơi, thúi các giờ này ai gõ cửa biết mấy giờ rồi. Thằng lầu cũng cứ dọn sáng đéo gì mà gọn khà cái thằng lầu. Alo, mày gọi đúng lúc quá, tao vừa mới gặp ma xong đây. Alo. Alo, thế anh à, có nghe thấy tao nói gì không? Alo. Nghe này, tao vừa tìm kiếm thêm được thông tin về cái đêm mà ba người trong gia đình qua đời. Hóa ra à, cái thằng lầu. Điện thoại hết pin à, thằng lầu. Răng nói đi chứ. Thông tin gì nữa? Alo, mày nói gì tao không nghe rõ. Alo. Chết tiệt thật. Sao lại mất sóng lúc này cơ chứ? À mình bị mất sóng rồi. À theo như tôi được biết thì con ma ở đâu thì chỗ nó bị nhiễu tín hiệu điện đó mọi người. Mấy cái điện này, mấy cái máy tính này, mấy cái kết nối sóng điện tử rồi gì bị nhiễu ấy cơ. Nên là mình bị mất sóng.
cầm điện thoại ra ngoài luôn không? Lấy sỏi flash chứ. Tối quá đéo thấy cái gì. Nhà nghỉ hả mọi người? Nhà nghỉ trọ Liên Hương. Điều hòa tắm nóng lạnh. Đang không qua nhà kia ở, ở nhà này trời. Nhà này ma không được ma thì ở nhà này giờ. Mày của mọi người. Xong yếu. Xong yếu đi ngủ đi vậy. Rằng nhiệm vụ kêu rời khỏi căn nhà này nè. Cái nhiệm vụ kêu tôi rời khỏi căn nhà nè mọi người. Đêm hôm bắt tôi đi đâu đây? Mở cửa à? Ồ. Nhà nhiều tầng, đi lên tầng có gì chảy nữa. Nhà nhiều tầng thì nhà nhiều tầng đấy mọi người. Cái này cái gì này? Một hộp sách cũ bị khóa. Một chiếc hộp sách cũ kỹ bị khóa. Cần tìm thứ gì đó mới có thể mở được. À phải có chìa khóa mới mở được. Thùng này là cái thùng nước. À, có gì nè. Đi tìm ngón tay đi mày. Ngón tay á. Ghê đó. Xuống dưới đi. Ok ok. Để xuống dưới. Ở đây có Phật nè mọi người. Phật. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Lại Phật một lại tội diệt hà sa. Hảo thơ hảo thơ. Thơ hai thơ hai. Giá nhiều rồi đó. Giá nhiều đó mấy thằng lâu. Chuẩn bị tới cảnh đi chùa online á, nghe đã rồi đó. Tôi thích đi chùa online lắm mọi người. Nghe đã rồi đó. Đi chùa online ở đâu á? Cười cho mẹ vậy mà cười mày. Vui không mà cười. Răng nửa đêm bắt tôi ra ngoài làm gì trời. Ở đêm không ở trong nhà ngủ đi vô đây. Đây là đâu đây? Rồi có một cặp chữ đỏ đỏ. Thằng lâu có xích mình trong nhà đâu này. Ông chú nào ông xích mình trong nhà hả? Ông chú gì mới chạy vậy trời. Mấy cửa xích đi trộn vô được trời. À, nghe tiếng mài dao của ông chú rồi. Chết mài rồi. Tại vì ông ra ông xin mình phá mình đi luôn đó trời. Răng thằng lầu mua thiết kế cửa mà ác ghê đi trời ơi. Lầu mua chơi thiết kế cửa ác ghê đi. Quá cửa này mày. Ngồi đây tới mai không đéo mở được nữa. Cửa này mày trộn mới dám vô trời. Ngồi thiết kế cửa ác thiệt đi. Tìm cái gì để cắt xích à. Giờ tìm cái gì cắt xích đây. Bú cạc rồi. Cá chim mà ghê đó ngon. Phải kiểm tra mới được. Phải kiểm tra mới được. Ngon mà chơi xích cửa ác thiệt chứ. Mẹ ông chú đồ chọc. Chú đồ chọc chơi trò mất dạy. Nhà này. Ủa Ủa à đây cần tìm gì đó để đứng lên cao lấy cọng kìm rồi vẫy lên lấy cũng được chứ chi khó khăn nó trèo đây nè chi cái thằng nhân vật này gà ghế trời ghế một chiếc ghế mở ghế qua đây đứng lên. Vì đơn giản đó thôi mà đủ má mà rách việc đặt chiếc ghế vào chỗ này. Không dùng được. Đủ má.
cái thằng nhân vật những rách việc kia mà em đứng nhún lên phải lấy mà còn ghế đồ bài bản hình gì không biết, tôi cao mấy tám mà mọi người với lên lấy mà rách việc, thằng nhân vật những rách việc lấy cái cờ lê đi sụp cu dùng kìm để cắt cái xích. Ok hiểu à, mày bấm con búp bê đập ghế con cặc. anh nhầm nút tí mọi người cắn mọi người. Bà cô kìa à, kìm nó rồi. Ai nổ sao lại không cắt được, chẳng lẽ mình bị nhốt trong đây mãi mãi sao? Cô ơi, cô bác gì ơi, giúp cháu với. Đủ bác ơi, cứu bác có nghe thấy cháu không đây? Cứu cháu với bác ơi, bác có nhớ hôm bữa cháu xếp đồ cho bác không? Bác ơi, hôm bữa cháu xếp đồ cho bác đó bác. Bác giả điếc mày. Mà đúng là đó là giúp bữa mình giúp bả xong, bây giờ mình gọi bả giả điếc không dọn, bác không dọn, tìm người khác giúp đỡ, có mình bác này ở đây rằng tìm người khác cha, tìm ai nữa, bác mở giùm cháu cái cửa đi, bác làm gì bên hết rồi, bác lối húi về nó làm gì, bác rửa chén rồi nữa, thì mưa ra rửa chén rồi, bác, bà bác nó bác gì ơi, kỹ vậy. Bác có trong đó không đây? Giúp cháu với! Bác ơi! Bác đồ chọc rồi bác! Bác này giúp cháu coi, cháu không ổn rồi bác ơi! Cứu cháu với bác ơi! Cứu cháu với bác ơi! Bên kia! Bị điên à! Có biết bây giờ được không? Giờ mới 9 giờ rưỡi mà bác! Giúp cháu với! Trong nhà thấy như có ma bác ơi! Sao? Mà nói sao? Nhà có ma rồi mày! Nó nhà có mà bác hỏi khang. Cháu vừa nhìn nó xong bác ạ. Rồi cháu không thể ra khỏi đây được nữa. Mày nói thật chứ? Mày có ma trong nhà đó vẫn bình an? Cháu nói thật, cháu nói đùa bác làm gì bác? Bao nhiêu tuổi rồi, 20 tuổi rồi, cháu muốn đùa bác là gì? Bao phải con nít đâu mà đùa. Dạ vâng. Chuyện này. Nhưng mà bác ơi. Vậy là trời giúp ta rồi. Cháu gặp ma mà bác cười đó chết mẹ cháu rồi. Cháu gặp ma mà bác cười. Mày con, nếu mày muốn thoát ra khỏi đây thì phải đi kiếm cho ta mấy món đồ này. Mẹ. Chứ vô chứ đập cái đầu bác thì bác nói ai rành còn nữa. Ở đấy, tìm đủ cho ta mấy món đồ này. Ta sẽ giúp mày ra khỏi đây. Nói cái giọng bình thường được không? Phải gươm lên như đứa à. Nói bình thường lại được không? Bác bác bất lực sợ chứ phải, tự nhiên cái cười xong đóng cửa mày cái đéo gì đéo gì đâu. Chìa khóa, một chiếc chìa khóa được ông già sống bên dưới đưa cho, có lẽ sẽ mở được một căn phòng nào đó trong nhà. Mảnh giấy, một ngón tay người, một chiếc răng người, một nắm tóc người, gương ghê đó cha. Giúp bác đi tìm ông lúc đầu ấy, kiếm cái bao cao su với con cu giả và vài cục bi rảnh. Còn thiếu trần gớm quá, còn thiếu trần như vậy đầu óc đồ trụy. Ông già kỳ quặc dưới nhà yêu cầu mình phải tìm những món đồ ghi trong này, mình sẽ thoát ra được khỏi nơi này. Nội dung giấy ghi: một ngón tay người, một chiếc răng người và một lọn tóc người. Nhà ở bao nhiêu tháng trời mà thấy có cái gì trong nhà không? Hỏi tìm tay người rồi trong nhà ghê đó cha. Không biết tìm cái nó ở đâu chứ. Nhà mình mua rồi. Nhà mình đợi đúng không?
đấm chiếc mẹ cũng đi. Trường 3, qua tới trường 3 rồi mọi người. Mà ông chủ ông phiền thiệt đấy chứ. Ông không tự tìm được ra, ông bắt mình tìm. Ông chủ cũng phiền. Trừ tìm cái đó đâu đây? Tầng 1 có gì? Cái cửa này không mở được rồi mọi người. Đưa cái chìa khóa vô phòng mô đi trời. Để anh có gì không? Để lục thấy xem dưới có gì. Mâm cờ mà à, cái mâm hoa quả để từ đời mô đến giờ rồi. Gì à? Gì à? Gì à? À, nãy mở không được, chữ cũng tự mở cho mình vô rồi. Nãy chiêu ngoài. Đủ quá. Đủ má đang nãy chiêu. Nãy chiêu lách vẫn và bị trúng skill mọi người. Ở cái đầu mở cửa ra cái thằng lầu nãy mới lướt qua mình á. Shiba. Nhà này có gì không? Nhà này có gì không? Nhà vệ sinh này. Sao gương ấy? Ở đây không có gương mọi người. À, không có gương. Không có nhiều đồ ấy. Biết tìm cái đồ nó đâu chứ. Dạ. Bức ảnh gia đình một. Bức ảnh dòng họ có vẻ là gia đình của chủ nhà đang cho mình thuê trọ. Chữ trên ảnh, ảnh dòng họ Phạm Nhân. Dòng họ Phạm. À, dòng họ Phạm Nhân ngày giỗ của gia đình chú Vũ. À, dòng họ Phạm Nhân ngày. Chỗ này thiếu dấu phẩy nghe. Wow, đọc nhầm tưởng Phạm Nhân nhé. Chỗ thiếu dấu phẩy nghe. Đó, dòng họ Phạm Nhân ngày giỗ gia đình chú Vũ ngày 10 tháng 5 2 à, tháng 10 2019. Ok. Nè. Ơ siêu à. Tìm đâu mọi người? Mọi người tìm ngón tay người ở đâu mọi người? Mọi người chỉ tu với mọi người. Gan giả lập tìm đồ à, mọi người. Tiếng kêu kêu ở dưới này. Mọi người. Có chìa khóa không mở cửa à, thằng lò. Cửa nào cơ? Lạ thật, cánh cửa này tự nhiên bị khóa. À, cửa này cửa về nhà mình đúng không? Cửa này là cửa về nhà mình. À, thử lấy chìa khóa coi nè. Chìa khóa anh dùng. À, mở được rồi. Bật đèn lên coi. À, em giả lập đi chùa mọi người ơi. Mọi người lại ba cái đấy mọi người. Mọi người lại ba cái đấy mọi người. Đây là cái gì đây? Một tờ hóa đơn do ông Phạm Anh Vĩ đặt mua với số lượng khá lớn, thể hương 55, thuyền vàng 108, quần áo 55, bộ ngựa giấy 2 chiếc, cổ cúng chay 11 mâm, tổng hóa đơn lên đến 21.502.000 đồng. Bên dưới có dòng chữ viết tay của chủ nhà với nội dung lần nào cũng tốn từng này tiền,
mà có đuổi được ma đâu. Ủa đuổi ma nhiều tiền rất đúng rồi mọi người. Ủa đổ đuổi mấy con ma nhiều tiền rất đúng rồi. Nhiều tiền hết á. Đá lại Phật. Nói ẩu. Thằng Hiếu Trần kia nói ẩu. Đây. Văn bản đồng ý quyền thừa kế chúng tôi đại diện dòng họ Phạm. Đồng ý để anh Phạm anh Vĩ cháu trai đời thứ bảy gia đình thừa kế căn nhà số 4 ngách 41 trệt 3 Trần Duy Ân của ông Phạm Vũ. Vì cả gia đình ông Phạm Vũ không ai qua đời không để lại gì chốt nên anh Phạm anh Vĩ gọi ông Vũ là bác ruột. Quyền hưởng thừa kế căn nhà trên là hoàn toàn chính đáng. Anh Phạm anh Vĩ có nghĩa vụ thờ cũng đứng ra tổ chức dỗ chạp cho gia đình. Ông Phạm Vũ tuyệt đối không được bán cho người khác nếu như chưa có sự đồng ý của dòng tộc. Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2019, trưởng họ Phạm Quang Dũng bên dưới có dòng viết tay có vẻ như là của chủ nhà này. Các ông lừa tôi à? Nhà này có ma nên mới để lại cho tôi chứ quý hóa còn mẹ gì. À, thì ra là nhà này có ma nên để là quyền thừa kế. Mấy ông mất dạy quá. Gia phả Phạm tộc. Phạm tộc nhưng mà không để tên mọi người. Trong gia phả này còn Phạm Anh Vĩ, em trai của Phạm Mai Linh. Một bản gia phả toàn bộ gia đình họ Phạm tính đến đời thứ bảy. Trong gia phả này Phạm Anh Vĩ là em họ của Phạm Mai Linh, con gái ông Phạm Vũ và bà Thị Dung. Ông Phạm Vũ là chủ nhà đời trước của căn nhà này. Ok. Mọi người nhớ giùm tôi chứ tôi đập cho tôi đọc chập tôi quay. Túi đựng phim X quang, một túi giấy đựng kết quả chụp X quang, bàn tay của ông Phạm Vũ. Ông Phạm Vũ 49 tuổi có một ghi chú nhỏ với nội dung gia đình muốn ướp formaldehyde. À. Có răng chuột đéo di chuyển được đây. Đồ răng tự nhiên hiện ra con chuột thì dài. Đồ răng cái game này bị ma nhập đồ răng vẫn hiện ra con chuột thì dài. À rồi, mất chuột. Còn gì nữa không? Còn gì ở đây không mọi người? Ồ. Gì này? Một khung tranh của vị Phật nào đó nhưng tại sao nó lại bị rơi dưới đất? À, nhặt mẹ anh Văn. Ok. Đi tìm tiếp thôi. Đã bị khóa mẹ rồi. Ơ, chưa răng nữa mọi người. Bây giờ làm răng nữa đây. Ủa? Giờ răng nữa. Sư đánh liên minh tao vô. Ok, hàng lòng. À, dán lên tường đi. À, đây. Chỗ trống nó treo gì đó. Ok. Dùng. Nó không dùng được ta. Dùng.
Ok. Mới thắp hương xong mọi người. Mới thắp hương xong mọi người. Độc thần chứ chứ độc thần chú đi quỷ đá nhập tà. Hello mọi người. Hello mọi người. Tiếng game nhỏ, tiếng mic to đi. Tiếng game nhỏ, tiếng mic to. Rồi, giờ tôi kéo tiếng ngoài này nhỏ xuống thì mọi người có nghe nhỏ lại không? Có mọi người. Mất điện sao, mình cần thứ gì đó để soi đường. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ok. Rằng tôi thui tôi mò đây trời. Có cái đèn nó có bật lửa rồi, đưa cái bật lửa soi đường ấy. Trong túi có cái gì không? À, trong túi có bật lửa này. Ok. Rồi, hôm nay nãy xẹp rồi hả? Lên lầu kiếm đồ ấy. Ở trên này có điện quá. Ê, bật lửa miết rớt tiếng có nổ không đó mọi người. Tôi bật lửa miết nhìn rớt tiếng có nổ không đó mọi người. Ôi, sợ quá. Dưới này có cái gì đâu. Bóc phố streamer chơi game Việt Nam mà crash nên cỏ đậu. Ôi vớ vẩn. Hello anh, Adip màu ok chứa chứ như con cặc. Lô em ngay liêu, lô em. Bởi người ta crash thành trùng. Không có nói vô vọng. Tải trên Steam chứ có crash đâu, vô vọng. Rồi gì đây, đây có nút gì nè. Để đi xuống lầu coi có gì dưới nữa không. À, đang đập đầu qua tường đó con trai của ta. Đứng đập đầu qua tường á. Chết mẹ rồi. Hết luôn. Rằng tắt đèn nữa. Rằng tắt điện nữa. Mở cửa ra cái. Làm gì trong đó mọi người? Làm gì trong nhà vệ sinh đó thằng. Cái thằng kia làm gì trong nhà vệ sinh đó, mọi người? Đứng trong nó làm gì trong đó không biết. Làm gì trong đó. Xài ít thôi để tí không xài được á. Ủa, bật lửa hết ga là không xài được á. Tôi tưởng cái này vĩnh viễn luôn nha. Rồi chờ răng nữa. Chờ đi đâu đây. Chờ đi đâu đây mọi người. Chết mẹ, sắp hết ga rồi. Có cái gì khác để xài sắp hết ca. Búp bê cái chìa khóa này không dùng được. Để đi đâu, có kỳ thì đi check hết cửa đi thằng lòn. Ok. Cửa mới nãy mình không bật được, cửa này xem được không. Cửa này cũng đéo dùng được luôn, xem còn cửa không nè. À, ông lại mở cái nó để mở cửa nhà vệ sinh. À, nhà vệ sinh đó mở được. Cái này là cái chỗ mà nãy mình vô rồi. Ủa, ở chỗ này chỗ khác nữa. Nếu dùng được. Nếu dùng được. Cháy hết rồi, mở được có một mình cửa này à. Có chìa khóa thì mở đi. Mở hết rồi mà.
À, còn cửa này chưa? Đéo được luôn mọi người. Không được. Cửa nó, cái chìa khóa nó mở được có chỗ chứ mấy. Còn chỗ mở được hả? Tôi mở hết rồi. Ủa? Ủa? Sao bên đây là mở được? Gì vậy? Có cái vòng gì ở đây nè. Ông thì làm sao vậy? Sao lại cho con bé đi uống thừng đó? Nó cầm lên như thế. Con bé nó lớn rồi. Nó vừa quyết định cuộc đời nó chứ. Quyết gì mà quyết? Ông có biết cái thằng đó là loại nghèo kết xác không? Tôi lại gì người ta nghèo chữ người ta nghèo đâu phải cái tội đâu mọi người. Cái nghèo gì? Tôi mỏi nào như ba con tức tử cố hủ. Việc chi tiêu cho cái nhà này bao nhiêu năm nay tôi lo hết. Còn lấy con tôi rồi còn lấy cái gì còn nuôi con. Đừng có mà là hỏng tương lai cho bé. Bà đừng không có lòng tôi. À, ông giận đánh tôi à? Đúng vô cu, rồi ông không muốn à? À, ông dám đánh tôi à? Ông dám đập. Đủ con để yêu hại hết hồn không? Hết rồi. À siêu à. Hello mày, tao nhớ mày quá chị không? À, hello Hùng Lê Văn. Anh em đừng sợ chứ cho nó tự chơi gợi ý thôi. Ờ ok. Sợ mọi người, hú hồn. Thấy hồn mọi người đó mọi người, sợ mọi người. Nhà vệ sinh. Cái bồn cầu có gì nè. Loại nhỏ màu đen. Một loại nhỏ bên trong chứa loại chất lỏng không rõ là gì, mùi khá là thúi. Nắp lọ được niêm phong kín, có lẽ phải có dụng cụ mới có thể mở ra được. Ok. Cái thùng á, thấy thật. Và vào lấy thêm một tò he nữa tìm cách mở chiếc lọ bộ đèn. Ok, bây giờ mình phải đi tìm cách mở chiếc lọ bộ đèn nữa, phải có chìa khóa để mở à. Tìm cách mở chiếc lọ bộ đèn. Quá mày giật mình quá lòng ơi. Giờ cái chìa khóa mở được cái cửa này không? Không mở được cái cửa này. Mở được cái cửa kia nhưng mà không mở được cái cửa. Nát rồi. Mày và mày lai đéo còn là game kinh dị nữa. Thành game quỷ đá nữa. Đéo mở cửa luôn nữa. Cửa. Mày đi đâu ta? Bây giờ đi đâu mọi người? Đi đãi đi không tí đãi đi quần giờ sợ quá hồn quá. Sợ quá. Ủa? Đây là chỗ cũ đúng không? Đây chỗ cũ chỗ mới rồi. À chỗ mới mọi người, chỗ mới. Đầy đụng đỏ hay bụi và răng mịt mù rồi. Còn ấm trà. Ấm trà đây. Gì vậy? Bức ảnh chụp một gia đình, hai vợ chồng và một bé gái chịu trên ảnh sinh nhật. Một buổi của con gái. Ok. Bạn nói cái Facebook salon thiệt chứ. Có follow một ngày để có phản ứng. Mình chụp cái dương có phản ứng nhanh vậy. Trong có cái gì không? Giường có ai nằm? Giường không ai nằm đúng không? Trời có gì không? Xịt ba. Ủa phòng này không có gì ấy rồi mọi người.
Ủa cái phòng nên mở ra cho vui thôi à. Cái chuyện phải có một cái gì đó để mình lấy chứ. Ủa có cái chìa khóa nè. Chìa khóa cũ, mà chìa khóa cũ kỹ có lại rất lâu chưa được sử dụng. À cái chìa giờ đây là để mở cái hộp cái nãy đúng không? Hộp cái nãy. À không, hộp này đâu có chìa khóa đâu. Có lại phải có dụng cụ mở ra được. Nó cái chìa nó để mở cái gì cái ta. Chìa để mở gì ta. Tò 2 này, con tò 2 này. Con tò 2 ở đây này. Có tò 2. Có chìa. Tò 2 có chìa khóa rồi. Có cái sắt mà mọi người, có cái sắt này. Tìm cho kỹ vào, không phải vào cho vui đâu. Đấy, đấy, tôi tìm được hai cái này mọi người. Tôi tìm được hai cái này. Có nhiều chằng quá. Đây có nhiều chằng quá. Oh shit. Cô thấm kìa mọi người. Giờ mới thấy cái chằng này ngay. Giờ mới thấy cái chằng này ngay. Cô thấm này. Đang cô thấm mặt mình thui chứ. Đang mấy chằng này mặt bị ấy hết rồi. Mặt bị méo hết rồi mọi người. À, cái mặt của cô thắm đèn thùi đấy chả. Rồi thấy rồi không? Thấy rồi gì nữa? Rất thấy rồi. Nhà vệ sinh. Vệ sinh trong đây chắc không còn gì đâu rồi. Vệ sinh trong đây chắc phải hết rồi. Đây, cái bạch lửa sắp hết gà tới nơi rồi. Thì em kinh dị kìa, kỹ năng vào tư duy ghê đó cha. Tìm được con tò hai với lại cái tìm được con tò hai với lại cái chìa khóa. Giờ đi xuống tầng 1 này. Giờ xuống tầng 1. Lại vô rồi chắc không còn đi dùng nữa đâu. Tiếng mở cửa đâu á, tiếng mở cửa đâu á, mở cái cửa này coi nè, không dùng được, mình mất một cái chìa khóa kia rồi. Không dùng được luôn mọi người. Ủa ra không mở được. Có key rồi còn đợi nhắc. Vào lại tìm. Tìm tủ đầu giường á. Không mở được. Ủa tìm cái tủ đầu giường ở trên kia á. Trên cái phòng của nãy á. Cửa mở thì thằng lồn. Cửa mở đéo đâu. Không mở hai cái cửa đi được. Và tìm lại cái đầu đúng rồi. Đéo đâu. Cái tủ đầu giường ở cái phòng bữa nãy à. Ủa cái phòng bữa nãy ở đâu? Chết mẹ rồi, quen đường rồi. Tìm cái tủ đồ giường của phòng bữa nãy á. Phòng này đéo mở được. Tủ đồ giường đây á. Giường không mở được. À đây 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 đây. À đây rồi. Có chìa mà một cái chìa khóa cũ khác
Một chiếc chìa khóa cũ cất trong tủ đầu giường ở căn phòng tầng 2, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà nữa. Một chìa khóa mới, một cái bạch, một cái quyển vở, có lẽ đây là quyển vở của ông Phạm Vũ chủ trước khi bấm gì đọc chi tiết. Ông gì để xem chi tiết trong nhật ký. Ồ, nói chi tiết thiệt đúng rồi. Ông Phạm Vũ gỗ đó mọi người. Ông Phạm Vũ gỗ nè. Ở đó ông Phạm Vũ ông ngồi ông thì thầm mùa thu cái gì vậy. Đó. Ở cái nệm này bữa nãy thấy bình thường. Quá tivi mở được. Ủa, mình xuyên không rồi mọi người. Mình xuyên không về quá khứ thôi mọi người. Có đang có điện rồi này. Từ đây chiếu gì rồi. Từ đây mình chiếu gì rồi. Có gì dùm nhau. Không có gì dùm nữa mọi người. Đi ra ngoài. Tụi mình còn gì không mọi người. Có ai ngồi cửa sổ kìa, chuẩn bị kìa. Cúi xuống giường có con ma ở dưới. Về đó mà. Đâu ta. Thấy chưa? Còn gì không? Còn gì không? Không mở được nữa rồi, chắc là ấy rồi. Trời đi đâu nữa đây? Lấy cái phòng. Một cái cây. Cây này đéo dùng được. Rồi mình phải mở cửa khác bằng cái cây này à. Lô Tân Sơn Đạt, Tân Sơn Đạt, lô mọi người, mọi người. Hãy có chìa khóa mới hả? Mở thử coi. Ồ, lại mở có cái chìa khóa mới mọi người. Mở ra. Cửa bên này đéo mở được không? Đi ra đi vô bây giờ hàng này ta. Đi xuống dưới tầng 1 cho nè. Để dùng. Chạy dưới tầng 1 cho nè. Đéo dùng được. Hai cửa không dùng. À mở được cửa này rồi nè. Ê tôi mở cửa này. Chết mẹ rồi, 97 rồi. Mình nhốt trong này mẹ rồi. Với một đống dụng cụ này mình có thể mở được đống gì đó. Mở được cái gì đó à. Mở cái hòm, à mở cái hộp. Mở cái hộp này. Một ngón tay được lấy ra từ trong lọ. Một di vật lấy ra từ trong lọ. Bên ngoài bọc một lớp nhầy màu đen chụp thật kinh khủng à. Mình lấy được cái ngón tay rồi mọi người. Mà lấy được cái ngón tay rồi. Mình lấy được ngón tay rồi. Thấy khổ lâu. Lâu mô. Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi mà sợ. Đây là cái gì đó. Gì này còn có gì dùng đây
một tờ nhật ký ngày 15 tháng 7 năm 1994. Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 1994 vẫn chưa quay với việc mất đi một ngón tay bất cẩn, quá sức bất cẩn. Đây là lần đầu tiên mình có tai nạn khi làm việc, có lẽ cũng vì suy nghĩ quá nhiều về việc chuyện của con bé. Nhìn con bé ngày càng tiều tụy, một không biết loại thuốc mà vợ mình bắt con bé uống là loại thuốc gì. Cô ta ngày càng trở nên độc đoán, đi xem bói toán, rồi nhất định phải ướp ngón tay để không bị mất lọc buôn bán. Thật là không thể hiểu nổi. Thật là không thể hiểu nổi. Ê, cái thằng Lầu Hiếu Trần nó đủ má comment đàng hoàng ai. Comment mẹ vô văn hóa kiểu nói là mẹ anh ba nó ngay. Ngay. Đi mọi mọi. Chúng ta là kênh văn minh mọi người. Mọi người thanh lịch lên mọi người. Mọi người thanh lịch lên mọi người. Mình là kênh lịch sự, kênh văn minh mà. Mình mới nãy mình tìm những cái chi ta, một ngón tay này, một cái chi nữa ta. Một lên tầng 2 vào nhà vệ sinh. Ok. Bây giờ mình sẽ lên tìm cách rửa dị vật vừa lấy được. À, ủa, phòng vệ sinh tự mở cho mình rồi nè. Chắc chỗ này có nước, ok. Mình sẽ vớt cái ngón tay vào đây. Chương 4. Chờ tới chương 4 rồi mọi người. À, tôi quyết định là tôi sẽ ban cái thằng ngu Hiếu Trần nha mọi người. Cái thằng lầu này nó phát biểu ngu quá. Tôi quyết định là tôi sẽ bàn thằng Âu Hiếu Trần này khỏi cái fanpage của tôi nha mọi người. Cút. Tôi bàn mẹ rồi mọi người. Mình chơi tới chương 4 rồi, ngày mai mình chơi tiếp mọi người ơi. Mọi người, mình chơi tới chương 4 rồi mình dừng ở đây, mai mình chơi tiếp mọi người. Làm ván liên minh xong mình đi ngủ mọi người. Cớt đi vậy? Đi cơ mà chơi xong chưa?